Dân và Việt Anh kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2020, chương trình thời sự tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tây Ninh tiếp tục cách ly xã hội. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, nếu tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook có thể bị phạt 20 triệu đồng. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hỗ trợ Tây Ninh một trạm rửa tay giả chiến miễn phí tại cửa 6 chợ Long Hoa, thị xã Hòa Thành. Trong chương trình có phóng sự, tuổi trẻ Gò Dầu chống dịch từ việc làm thiết thực. Chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sau một năm lên sóng đã nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả. Còn nhiều hộ dân dựng nhà chòi trên đất bán ngập trong đảo Nhiếm, Hồ Dầu Tiếng. Thưa quý khán giả, theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật được, chiều ngày 15 tháng 4, tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội ở một số địa phương, trong đó có Tây Ninh. Cụ thể, Thủ tướng đồng ý với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 về phân loại nhóm các địa phương theo các tiêu chí như có đầu mối giao thông, mật độ di chuyển, đi lại lớn, có biên giới, nhiều người qua lại biên giới, những điểm trước đây có tiếp xúc rất nhiều với người nước ngoài, mật độ dân cư, mật độ các nhà máy, khu công nghiệp tập trung. Đồng thời, Thủ tướng cũng đồng ý chia các tỉnh thành ra 3 nhóm, nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp. Trong đó, nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh thành, gồm có Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Trường Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm tất cả các nội dung của chỉ thị số 16 cách ly xã hội đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020 hoặc đến hết ngày 30 tháng 4 tùy tình hình cụ thể. 15 tỉnh thành phố Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp có lộ trình thực hiện nghiêm đến hết ngày 22 tháng 4. 36 địa phương còn lại thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng. Thưa quý vị, việc khuyến cáo đeo khẩu trang là một trong những hành động rất đơn giản, nhưng hiệu quả phòng bệnh lại rất cao. Do đó, việc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng là rất cần thiết, góp phần chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, với những nguy cơ lây lan ngày càng nhanh. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 2 triệu người, số ca trong tình trạng nguy kịch là hơn 51.000 người. Mỹ và châu Âu hiện đang là tâm dịch của thế giới với số ca tử vong cao nhất trên thế giới. Theo website chuyên về thống kê worldometer.info, tính đến 19 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2020 theo giờ Việt Nam, trên thế giới số người nhiễm là 2.015.571 người, số ca tử vong là 127.635 người, số ca chữa khỏi là 491.911 người. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, cập nhật đến 19 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2020, số người nhiễm là 267 người, số ca chữa khỏi là 171 người. Việt Nam không có ca nào tử vong do mắc COVID-19. Tại Tây Ninh, số người nhiễm là 3 người, số ca chữa khỏi là 2 người. Tây Ninh không có trường hợp nào tử vong do COVID-19. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, những người đang sử dụng trang mạng xã hội Facebook phải lưu ý trong việc đăng tải hình ảnh, bởi không phải hình ảnh nào chúng ta cũng được phép đăng tải. Nếu tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook, có thể bị phạt tới 20 triệu đồng. Theo Nghị định 15 được ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thì tại điểm E, khoảng 3, điều 102 Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Thưa quý vị khán giả, dịch COVID-19 không chỉ gây thiệt hại cho sức khỏe và tính mạng con người mà còn làm kinh tế bị đình trệ. Doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu sản xuất, về đơn hàng, hàng tồn kho nhiều, giá giảm sâu. Các đơn vị như trường tư thục, đơn vị kinh doanh vận tải, các dịch vụ tạm ngưng hoạt động để phòng ngừa dịch khiến cho cả doanh nghiệp và người lao động gặp khó. Nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất.
Tính đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2020, đã có 44 doanh nghiệp cho gần 25.000 người lao động nghỉ việc tạm thời và nghỉ việc hẳn. Trong số này, hơn 3.000 người dự kiến bị chấm dứt hợp đồng lao động, hơn 7.000 người bị tạm ngưng việc hợp đồng lao động không hưởng lương, 2.519 người tạm ngưng việc làm có hưởng lương nhỏ hơn mức lương tối thiểu vùng, có 12.294 người tạm ngưng việc làm có hưởng lương lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng. Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống đang nỗ lực cầm cự bằng cách chuyển sang hình thức bán hàng giao tận nhà cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, số lượng đơn hàng không là bao. Một số doanh nghiệp kéo giãn ngày lao động để tất cả người lao động đều có việc làm trong thời điểm khó khăn này. Thu nhập của doanh nghiệp và người lao động cũng sẽ giảm mạnh. Thưa quý vị khán giả, kinh tế Việt Nam nói chung, nông nghiệp nói riêng đang chịu những tác động không nhỏ trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh lương thực. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện nghiêm túc giải pháp cấp bách để thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu trong bối cảnh ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và tác động tiêu cực của thời tiết. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả theo dõi phóng sự ngành nông nghiệp Tây Ninh ứng phó trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, ngành nông nghiệp tỉnh nhà vẫn duy trì sản xuất ổn định. Tuy nhiên, vấn đề tiêu thụ nông sản, nhất là những nông sản xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Đối với một số cái sản phẩm mà phục vụ thị trường nội địa, thì tuy có tiêu thụ chậm và giá thì có giảm chút ít, nhưng mà nhìn chung là tiêu thụ tốt. Còn đối với một số cái sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là cái cây ăn trái, rồi khoai mì, cũng như là cao su thì thời gian đầu thì cũng khó khăn về cây ăn trái, nhưng mà hiện nay thì tương đối thuận lợi. Tuy nhiên ở thời gian gần đây thì do phía Trung Quốc có những cái hạn chế về cái nhập khẩu đó thì nó cũng bắt đầu có ảnh hưởng. Trước những tác động của tình hình dịch bệnh, nhất là việc xuất khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo vấn đề an ninh lương thực trong nước cũng như đảm bảo hàng hóa nông sản được tiêu thụ, tránh ùn ứ, gây thiệt hại cho người sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra nhiều giải pháp. Theo đó, sử dụng linh hoạt diện tích đất trồng lúa vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân. Diện tích trồng lúa toàn tỉnh hiện duy trì khoảng 44.000 hecta, tiếp tục hướng dẫn chuyển đổi diện tích cao su, mía kém hiệu quả sang cây trồng khác có thị trường và thu nhập cao hơn. Trong đó, trọng tâm là chuyển sang trồng rau củ, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và đẩy mạnh sản xuất lúa hè thu do thị trường đang có nhu cầu khá lớn. Về chăn nuôi, tiếp tục phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, trong đó chú trọng tái đàn heo sau khi các huyện, thị xã, thành phố công bố hết dịch tả heo châu Phi. Như chúng tôi có định hướng là bây giờ là phải tập trung cái phát triển cái lương thực và thực phẩm, thì ngành cũng đã tập trung các cái giải pháp để phục vụ cho cái chuyển đổi này của dân. Cái thứ hai nữa là cái phát triển chăn nuôi, cái tái đàn, trong đó đặc biệt là cái heo và gia cầm, thì nó là cái giải pháp tình thế trước mắt trong cái quý 2. Về tiêu thụ sản phẩm, sẽ tăng cường tính kết nối, liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, siêu thị, chuỗi cửa hàng cung ứng trong tỉnh. Các ngành chức năng hỗ trợ nông dân kết nối với các doanh nghiệp phân phối để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chúng tôi tập trung mấy cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là cái tập trung cho cái tưới tiêu để phục vụ trong cái vụ hè thu, cũng như là cái tưới tiêu để phục vụ theo cái nhu cầu sản xuất. Cái thứ hai là sẽ tập trung triển khai cái phát triển cái chế biến như cái định hướng của Bộ Nông nghiệp, có nghĩa là tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp chế biến có thể gắn với vùng nguyên liệu, cũng như là sản xuất nguyên liệu phải gắn với cái chế biến. Và cái thứ ba là sẽ tập trung cái thực hiện các cái chính sách mà tỉnh đã ban hành để hỗ trợ cho nông dân, cho doanh nghiệp để thúc đẩy cái sản xuất nông nghiệp, để bảo đảm cho nông dân là sản xuất là có nơi tiêu thụ, và hoặc là sản xuất là có gắn với cái chế biến. Để tháo gỡ phần nào các khó khăn trong phát triển nông nghiệp do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại có cơ chế giãn nợ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để dự trữ nông sản, chờ lúc thuận lợi tiếp tục xuất khẩu.
quý khán giả được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Nghề nghiệp và Môi trường cùng nhãn hàng Lifebuoy, một trạm rửa tay giả chiến miễn phí phòng chống dịch COVID-19 đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại cửa 6 chợ Long Hoa, thị xã Hòa Thành. Trạm rửa tay giả chiến có thiết kế khá đơn giản, gồm một bảng hiệu ghi rõ tên công trình cùng các nội dung hướng dẫn người dân về 6 bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Ngoài ra, trạm rửa tay giả chiến này còn được trang bị miễn phí 2 bình nước rửa tay diệt khuẩn Lifebuoy để người dân và các tiểu thương sử dụng. Bồn nước rửa tay thì do Trung ương Hội vận động nhãn hàng Lifebuoy tài trợ. Ở tỉnh ta thì được trang bị một bồn nước duy nhất. Qua khảo sát chúng ta thống nhất là chọn trung tâm thương mại Long Hoa để làm cái nơi đặt cái bồn nước rửa tay này, với lý do đây là một cái nơi mà buôn bán rất sầm uất, một cái chợ lớn của tỉnh nhà. Và tôi mong rằng là với việc mà trang bị bồn nước rửa tay ở đây thì các bà con của tiểu thương của chợ chúng ta sẽ sử dụng hiệu quả và góp phần trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nhà. Được bố trí tại khu vực chợ cá lại khá gần với khu vệ sinh nên hàng ngày có rất nhiều người qua lại và sử dụng bồn rửa tay giả chiến này một cách thường xuyên. Tôi là tiểu thương ở đây, từ hồi lắp cái bồn nước này, chị em ở đây cứ là vệ sinh rồi phòng chống dịch. Rất là nhiều người rửa tay để bảo vệ cho mình, bảo vệ cho cộng đồng. Cái bồn rửa tay này có xà phòng Lifebuoy rồi mình sẽ rửa tay sạch sẽ như phẳng đâu, phòng chống dịch COVID-19. Cùng với Tây Ninh, đến nay đã có 100 trạm rửa tay giả chiến miễn phí khác đã được lắp đặt tại các khu vực công cộng của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ đó hình thành thói quen thường xuyên rửa tay trong người dân và góp phần phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện chương trình đồng hành chống dịch COVID-19, sáng ngày 15 tháng 4, đại diện Hội Chuyên gia và Trí thức Việt Hàn đã đến trao tặng quà cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Đoàn đã trao tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh 6.000 khẩu trang y tế, hơn 280 chai dung dịch xịt đuổi côn trùng loại 100ml, hơn 280 chai rửa tay sát khuẩn loại 100ml và 12 chai loại 1 lít, 20 bộ kính bảo hộ chống giọt bắn, tổng giá trị hơn 30 triệu đồng do công ty cổ phần Becam Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Ông Phạm Hải Chiến, Chủ tịch Hội Chuyên gia và Trí thức Việt Hàn mong rằng những vật tư y tế lần này sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho lực lượng phòng chống dịch bệnh trên khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của hội và các doanh nghiệp đã đồng hành cùng đơn vị. Thưa quý vị khán giả, trong những ngày qua, tuổi trẻ huyện Gò Dầu đã có nhiều việc làm thiết thực để góp sức chống dịch COVID-19. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Nguyệt và Ngọc Hải. Đây là chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động bằng hệ thống cảm biến được đội tình nguyện viên huyện đoàn Gò Dầu chế tạo. Cái cấu tạo của cái máy này á, thì nó cũng đơn giản thôi, là nó gồm có một cái cảm biến hồng ngoại. Chúng ta có thể đưa tay vào thì nó sẽ kích điện, với lại một cái bơm và một cái bình nước để chứa cho cái dung dịch rửa tay. Mỗi lập trình mỗi một lượt là khoảng 2 giây. Và phun là phun cỡ 0,3 giây. Mình phun vừa đủ ướt thôi cho nên không được phun nhiều, nó hao. 11 đoàn viên tham gia đội tình nguyện viên của huyện đoàn đã tranh thủ làm nhanh để cho ra 15 máy rửa tay tự động tặng cho các điểm công cộng. Tuyên truyền mọi người rửa tay thường xuyên, chỉ thực sự ra ngoài khi có những việc cần thiết. Nhờ vậy, người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh, chủ động khai báo y tế tự nguyện và cập nhật thông tin. Tụi em làm cái máy rửa tay này với mong muốn là cho mỗi người dân chúng ta khi ra đường là đến những nơi đông người thì sẽ có những máy rửa tay được đặt ở đó để người dân có ý thức rửa tay hơn, để bảo vệ cho mình và cho xã hội cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với cái vai trò là tình nguyện viên của huyện Gò Dầu thì em cũng cùng các anh chị huyện đoàn tham gia vào cái làm những cái như là nón bảo hộ để gửi vào các khu cách ly, và các chúng em làm thêm những cái như là nấu nước sâm hàng ngày và đem nước cam của Mạnh Thường Quân đưa vào trong các khu cách ly để cho các anh chị ở tuyến đầu có thể thêm phần góp phần thêm một chút sức lực nào đó. Bên cạnh việc làm máy rửa tay sát khuẩn tự động, 2.000 nón bảo hộ phòng dịch cũng đã được đội tình nguyện viên huyện đoàn Gò Dầu làm xong, gửi tặng cho các y bác sĩ, bộ đội, công an đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly trên địa bàn huyện. Kinh phí mua vật liệu trích từ kinh phí của huyện đoàn và vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Trong thời gian này, tất cả cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Gò Dầu đều thành lập các đội tình nguyện viên trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, giúp nhân dân khai báo y tế. Ngoài ra thì huyện đoàn Gò Dầu còn chỉ đạo các cơ sở đoàn
thực hiện cái công tác an sinh xã hội là giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong cái bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid-19. Với những cái việc làm tuy là nhỏ nhưng mà tuổi trẻ huyện Gò Dầu cũng muốn là đóng góp công sức của mình trong cái công cuộc phòng chống dịch Covid-19, và chúng em hy vọng và tin tưởng rằng nước ta sẽ thành công trong cái công tác phòng chống dịch Covid-19. Thêm người, thêm sức để đẩy lùi dịch bệnh. Những việc làm tích cực của các bạn trẻ huyện Gò Dầu đang lan tỏa trong xã hội để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người dân, góp phần giảm thiểu những tác động to lớn do dịch Covid-19 gây ra. Thưa quý vị, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh liên tục trao các khoản phí, hiện vật ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, đơn vị đại diện tiếp nhận của tỉnh. Theo thống kê từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2020, Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tiếp nhận được hơn 157 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức đóng góp. Lũy kế đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Để góp thêm nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, cán bộ phục vụ đang thực hiện chống dịch và những người đang phải cách ly tại các khu cách ly tập trung, hỗ trợ các cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mỗi người dân chúng ta đều có thể chung tay góp sức, tiếp thêm nguồn lực để Việt Nam vững vàng chống dịch. Ai có tiền, góp tiền. Ai có hiện vật thì góp hiện vật. Ai có ý tưởng thì góp ý tưởng. Chỉ cần đồng lòng, chung tay góp sức, khó khăn nào chúng ta cũng có thể vượt qua, dịch bệnh nào chúng ta cũng có thể đẩy lùi. Mọi thông tin xin liên hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, số 1 đường Nguyễn Thế Học, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại 02763 822 267 hoặc chuyển khoản về địa chỉ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Quỹ Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, số tài khoản 3713-0906-7734-00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Thưa quý vị khán giả, việc nâng cao chất lượng các sản phẩm phát thanh truyền hình phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh là mục tiêu mà Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh luôn vươn tới. Ngày 15 tháng 4 năm 2019, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Tin tức Sài Gòn phối hợp sản xuất và phát sóng chương trình 24 giờ chuyển động. Thưa quý vị, thì đến nay sau một năm lên sóng, chương trình đã nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả truyền hình, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong và ngoài tỉnh vào khung giờ 18 giờ mỗi ngày trên kênh TTV11. Chị thấy chương trình của Đài Truyền hình Tây Ninh ngày càng tiến bộ hơn nhiều, đặc biệt là cái chương trình chuyển động 24 giờ, chị thấy cập nhật liên tục những thông tin thiết thực của đời sống hàng ngày đang diễn ra. Nóng bỏng nhất là cái tình hình Covid-19 đó, là mỗi ngày đài đều cập nhật liên tục hết. Nên chị thấy là chương trình ngày càng tiến bộ, phát triển, vượt bậc hơn so với trước đây nhiều. Đặc biệt em rất thích là cái chương trình 24 giờ chuyển động. Thì trong chương trình đó thì có rất nhiều tin tức, tin nóng, rồi những cập nhật rất là nhiều tin tức cho gia đình em, rồi cho mọi người trong tỉnh mình. Cái phần nội dung á, nó cũng là rất là tỉ mỉ, và cái cập nhật á, cũng là rất là nhanh chóng. Nhưng mà cái nội dung nó đầy đủ, đó là một cái sự nhiệt tình của cái Đài Truyền hình Tây Ninh á. 365 ngày lên sóng với những dòng thông tin liên tục chảy không ngừng. Mỗi bản tin của chương trình đại diện cho một nhịp chuyển động của cuộc sống. Những thông tin mới, nóng là yêu cầu đầu tiên của bất kỳ kênh tin tức nào. Chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh có cách lựa chọn tin tức riêng để có thể đáp ứng yêu cầu của khán giả truyền hình. Chương trình phát sóng vào lúc 18 giờ mỗi ngày trong 30 phút với các thông tin hấp dẫn, bám sát về mọi vấn đề trong đời sống hàng ngày qua các mục tin nóng, nóng trên mặt báo, cà phê không đường, Đông Tây chuyển động và chuyện ngày mới. Là một chương trình tin tức với nội dung và hình thức thể hiện hoàn toàn mới. Những ngày đầu, chương trình không tránh khỏi áp lực và những bỡ ngỡ. Thông tin phải cập nhật hàng giờ, hàng ngày theo những chủ đề mang tính thời sự. 24 giờ chuyển động đòi hỏi ekip sản xuất chương trình phải có kế hoạch từ sớm và liên tục cập nhật tin tức. Tham gia vào sản
trước chương trình thì một số áp lực về đảm bảo bản tin nóng cập nhật đúng giờ và phát sóng kịp thời cho khán giả theo dõi. Suốt một năm qua, cái niềm vui to lớn đó là được khán giả quan tâm rất tốt, quan tâm rất nhiều đến bản tin 24 giờ chuyển động. Đó là cái động lực để cho toàn thể ekip sản xuất chương trình bản tin 24 giờ chuyển động có niềm vui, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa. Thì có thể khẳng định rằng là chương trình đã tạo được cái hiệu ứng rất là tốt và tạo được cái ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả trong cái thời gian vừa qua. Cho đến thời điểm này trở thành một trong những cái món ăn mà tinh thần không thể thiếu của người dân Tây Ninh cũng như là người dân trong và ngoài tỉnh. Thì hàng ngày thì có hàng ngàn lượt người truy cập để xem chương trình 24 giờ chuyển động. Và cho tới thời điểm hiện nay thì phải nói cái lượng khán giả mà đăng ký để theo dõi đài phát thanh truyền hình Tây Ninh thì đã trên 70.000, đó cũng là một trong những cái hiệu ứng rất là lớn của chương trình 24 giờ chuyển động mang lại. Những nỗ lực trong suốt thời gian qua của đài phát thanh truyền hình Tây Ninh không chỉ nhận được quan tâm và yêu mến của khán giả trong và ngoài tỉnh, mà còn nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo tỉnh. Xin chúc mừng chương trình 24 giờ chuyển động tròn 1 năm tuổi. Đây là một chương trình mà tỉnh đánh giá cũng rất là cao. Một chương trình hay, hấp dẫn, đã góp phần làm phong phú thêm cũng như là nâng cao chất lượng các cái chương trình của đài. Và qua một năm tuy là cũng chưa là dài, nhưng mà khởi động 24 giờ khởi động đó thì cũng đã và đang là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Với cái sự nỗ lực, sự năng động sáng tạo của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức của đài, thì lãnh đạo tỉnh tin rằng trong thời gian tới thì đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình Tây Ninh sẽ có thêm nhiều cái chương trình mới phong phú hơn, hấp dẫn hơn, để đáp ứng ngày càng cao hơn, không chỉ phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác tuyên truyền mà còn sẽ nâng cao đáp ứng cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng đa dạng phong phú của người dân, và xứng đáng trở thành là một trong những đài truyền hình trong khu vực đáp ứng được cái sự mong mỏi không chỉ của người dân trong tỉnh mà cả các tỉnh thành trong cả nước. Với những hiệu ứng tích cực mà bản tin 24 giờ chuyển động mang đến, trong thời gian tới, ban giám đốc, cán bộ, viên chức, người lao động đài phát thanh truyền hình Tây Ninh sẽ không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều sản phẩm có chất lượng và hấp dẫn hơn nữa, đáp ứng được nhu cầu của khán thính giả trong và ngoài tỉnh. Sau khi di dời khỏi vùng đất Gò trên đảo Nhiếm trong lòng hồ Dầu Tiếng để bàn giao mặt bằng cho công ty Xuân Cầu thuê đất thực hiện dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, nhiều người dân tiếp tục dựng nhà chòi sinh sống và canh tác nông nghiệp trên vùng đất bán ngập trong đảo. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay vẫn còn khoảng 10 hộ dân còn cất chòi để canh tác nông nghiệp trên vùng đất bán ngập của đảo Nhiếm. Qua trao đổi với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa, là đơn vị chủ quản, quản lý trực tiếp vùng đất bán ngập trong lòng hồ Dầu Tiếng cho biết, việc người dân di dời làm chòi sinh sống và canh tác trên vùng đất bán ngập của đảo Nhiếm là trái với quy định. Hiện công ty đang lên kế hoạch để trồng rừng trên vùng đất bán ngập này. Khi dự án trồng rừng được triển khai thực hiện, thì những hộ dân sinh sống tại khu vực đất bán ngập trong đảo Nhiếm buộc phải di dời trả mặt bằng để công ty thực hiện dự án trồng rừng. Quý khán giả thân mến, chương trình Vì Văn Minh Cuộc Sống phản ánh đa chiều sự chuyển động của đô thị đến nông thôn. Quý khán thính giả có thể gửi các thông tin, những hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt hoặc những tồn tại bất cập làm mất mỹ quan đô thị nông thôn về chương trình theo địa chỉ. Email tinthoisu.ttv11a@gmail.com, Inbox, Facebook Xuyệt Tây Ninh TV Online hoặc liên lạc đến số điện thoại 0889 122 333 nhánh số 1. Tất cả vì một đô thị nông thôn văn minh, nghĩa tình. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay đến đây là hết.
Kính mời quý vị khán giả xem lại các chương trình thời sự tại địa chỉ website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.